Các bạn, tôi là Nguyễn Trọng Tiến đến từ giải pháp senmark.net. Hôm nay tôi chia sẻ cái vấn đề là cái cách lấy cái email trong cái comment Facebook là như nào. Đây đây là một bài viết ví dụ các bạn thấy này, rất là nhiều cái địa chỉ email trong cái comment của Facebook đúng không ạ? Người ta đưa một món quà gì đó người ta ghi cái câu này để lại email để mình gửi nhé này. Rồi tôi copy cái câu này để lại email đấy các bạn thấy này tôi đưa thẳng lên cái, trên cái chỗ ô search của Facebook đúng không ạ? Đây cái chỗ này là ô search của Facebook này. Đó, rồi tôi sẽ dán cái cụm từ nó vô đây và tôi bấm enter thì mình sẽ thấy là gì không những cái bài viết đó mà rất nhiều cái bài viết khác đây các bạn thấy này bạn tiến ba này hai k quyết tâm thủ khoa này đấy 11,7 comment các bạn thấy không đều là email 23 comment này của nguyễn mỹ này đấy chúng ta bấm vào cái ngày giờ đó đó chúng ta nhớ ai chúng ta bấm vào ngày giờ đấy như vậy là chúng ta thấy là gì rất là nhiều rất là nhiều cái bài viết mà người ta dùng cái câu là để lại email để nhận được cái món quà gì đó và đây là email rất là nhiều đấy các bạn thấy đấy như vậy là gì tôi gọi chung đây là gì là email nằm trong comment của facebook đây chúng ta nhớ chúng ta bấm vào chỗ này này đấy ngày 23 tháng 3 đấy chúng ta thấy đấy đó. đó đây là ngày 19 tháng 1 các bạn thấy có cái chỗ ngày giờ đó chúng ta bấm vào nó đấy nó mở ra đây này đấy chia sẻ đầu tư bitcoin chúng ta thấy này đó đây là email rồi ở phía dưới đây chúng ta xem các cái bài viết khác nữa Rất là nhiều cái bài viết mà người ta có được cái email ở trong đó Đấy như vậy là chúng ta thấy bằng cái cách thức đơn giản này Chúng ta có thể có được hàng ngàn Thậm chí là hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn cái email trong một khoảng thời gian rất là ngắn Như vậy là cái vấn đề là Email ở trong comment nó rất là nhiều Nó lên đến mấy ngàn và mấy chục ngàn cái email nằm trong comment như vậy Làm sao tôi lấy ra Đấy đây các bạn thấy đây Đấy bạn lại Nguyễn này MMO gì đó đây đây chúng ta thấy là lên đến 538 cái comment. Đây của thầy Trần Ngọc Truyền này chúng ta thấy này. Đã cũng là gì 88 comment còn ở dưới là 410 comment rất là nhiều. Chúng ta thấy số lượng comment thì cũng gần như tương đương với số lượng email các bạn thấy. Đấy, như vậy là gì vài chục hoặc là vài trăm cái email ở trong comment chúng ta có copy bằng tay được chứ. nhưng bây giờ nó lên đến hàng ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn cái email trong comment như vậy thì làm sao mà chúng ta copy bằng tay cho hết đúng không ạ thì phải làm sao bây giờ cách thức nào để lấy ra đây của trong trò truyền đây chúng ta thấy này đây cái này thì chúng ta hơn 400 comment rồi đó chúng ta thấy đó. đó để lại email bạn nhé đó các bạn thấy đó 410 comment đó các bạn thấy đó rồi tôi quay trở lại cái bài viết của bạn phan mạnh cường ở trên group atb này ha các bạn thấy là người ta đưa lên là gì cái tài liệu về kinh doanh trên shopee đúng không đó để lại email người ta gửi đó à rồi ok đầu tiên là các bạn thấy là tôi vô cái trang atb vn các bạn đấy nhá tôi sẽ lấy một cái tool đó hoàn toàn miễn phí các bạn nha các bạn vô địa chỉ là đó các bạn bấm vô sản phẩm đó các bạn kéo xuống dưới này các bạn sẽ thấy nó có một cái tool đó đây atb email filter các bạn thấy miễn phí nha atb email filter đó đây chúng ta lấy cái tool này rồi cách là gì mau phải vào cái chỗ này này đấy rồi chọn là lưu liên kết thành đó thì cái tool nó cái phần mềm nó sẽ về máy của mình đấy chọn một cái chỗ nào đó ở trên máy tính để tùy các bạn Để chúng ta lưu cái tool này lại rồi sau đó là tôi mở lên tôi download về xong rồi đó tôi mở lên Và cái tool này không cần cài đặt nó là một cái file se chúng ta bấm vào là chạy luôn à giải nén ra đó. đó tôi phải giải nén ra rồi đây đây là cái file này nặng 981k đó chưa tới một mê đó chúng ta nhấp đôi chuột vào là cái phần mềm nó chạy lên thôi đó cái file .exe e đó rồi tôi nhấp đôi chuột vô filter mail đây cái giao diện nó chỉ đơn giản này thôi nó gồm có hai phần các bạn thấy đã. đầu tiên là to cần atb à, cái này lấy như thế nào và lấy ở đâu chúng tôi sẽ hướng dẫn cái thứ hai là cái post id có nghĩa là mỗi một cái bài post ở facebook ấy, là nó có một cái mã nó gọi là post id và cuối cùng chúng ta bấm vào share email thế là xong à filter email thế là xong Đấy, rồi bây giờ tôi hướng dẫn các bạn lấy cái token ATB như thế nào nhé Đây, các bạn xem là tôi lấy cái token ATB đây Tôi vô cái extension của Google Chrome các bạn nhé Đó, gõ như vậy đó Chrome hai chấm sẹt Có chữ S đằng sau Rồi, enter Giờ chúng ta kéo xuống phía dưới cùng Các bạn để ý Đó, phía dưới cùng Góc dưới cùng tay trái Chúng ta bấm nó vào Đấy đơn giản như vậy thôi Nó mở ra một cái cửa sổ Đây Đây là cái trang chợ extension của Google Chrome đúng không ạ Rồi, chúng ta gõ vào là ATB khoảng trắng token. Đây, đây, ATB này khoảng trắng token đấy, nó ra rồi đó. Đó của bạn Đinh Tiến SI79 các bạn để ý nha, đây tôi cài rồi. Cho nên nó là gì? Là nó không có, nó không có biểu tượng cài. Bởi vì là tôi cài rồi. Rồi cài rồi các bạn để ý nha, góc trên tay phải của trình duyệt đó, nó nó có cái biểu tượng như vậy đó. Xanh xanh vàng vàng như vậy đó là chúng ta đã cài rồi. Rồi bây giờ chúng ta vào facebook.com. Rồi sau đó chúng ta nhớ nha, chúng ta vào facebook.com mới được. Chúng ta bấm vào cái biểu tượng đó bấm vào biểu tượng vàng vàng xanh xanh như đó đó Thì nó ra cái này nó ra ba cái ô như này các bạn để ý này thì sao cái ô đầu tiên đấy cái chỗ này này nguyên cái đống này là token cần chúng ta copy hết cho chỗ đó luôn đấy cái dòng đầu tiên đó các bạn nha rồi copy hết cái ô đầu tiên đó còn c còn v vào đây đấy như vậy là xong cái token cần là rồi đến cái bot id thì mỗi một cái bài viết nó có một cái mã số đằng sau các bạn để ý đó nó nằm đằng sau cái chữ permalink như các bạn đó rồi thì tôi copy cái đó thôi đơn giản như vậy còn cái bài viết hình á, đây là bài viết chữ các bạn nha, còn bài viết hình á thì sao thì cái post ID nó hơi bị dài dòng một tí. Nó đưa ra nhiều đoạn mã để chúng ta dò từng mã một. Đấy, rồi, bấm filter mail and shell file. Bạn thấy bấm vào filter mail đấy, ra. Yeah. Rồi chúng ta chọn cái chỗ lưu. Cái file name chúng ta nhớ này, tôi lưu lại cái tên của bài viết luôn đó. Cái post ID của bài viết luôn tôi bấm share. Xong. Đó, chờ một tí nó sẽ ra cái bảng thông báo. Nó lấy được bao nhiêu email ở trong cái comment nó sẽ ra một cái bảng thông báo. Đó, 167 email. Đấy các bạn thấy không? 167 email đã được lấy. Đó, email nào nó bị lỗi á, ví dụ như khoảng trắng á hoặc là không có chữ A móc đồ này kia là tự nó bỏ luôn đó các bạn. Hay lắm ạ. Rồi, ok. Đó là cái cách lấy về rồi mình lấy về rồi mình mở nó lên. Mình mở cái file test lên. Ồ, đó chúng ta thấy ra email này. Email rất là đầy đủ thấy các bạn. À, các bạn thấy không ạ? Rồi, email rất là đầy đủ. Một vài các bạn gõ vào trong comment á không có chữ A cộng hoặc là có khoảng trắng ở này kia đó tự phần mềm nó nó bỏ luôn. Bạn lưu ý. Rồi, tương tự như vậy, đó tôi qua các bài viết khác. Đây, cái bài viết của thầy truyền này. Đây cái ID đây bạn thấy nha, đằng sau cái permalink đó. Nó là cái post ID của bài viết đó. Đó, rồi tôi dán vào đây. Rồi, filter mail. Rồi, cũng lưu lại, đặt tên file là tên đó luôn, post ID luôn. Rồi, bấm sell, lưu. Đó, xong, 83 cái email. Bạn thấy không? Rất là nhanh cho dù hàng ngàn hay hàng chục ngàn email chẳng nữa thì nó lấy một cách tự động và rất là nhanh đó, cái vấn đề này nằm ở chỗ đó rồi tiếp tục 410 comment này tôi bể vào đây rồi tôi bấm filter mail một cái nữa chúng ta nha coi nha 410 comment thì lấy được bao nhiêu email các bạn xem nha rồi tôi bấm sell lưu lại luôn đó 378 378 cái email trên 410 comment đấy các bạn thấy đó lấy rất là tốt đúng không ạ rồi như vậy là tôi đã lấy được là cái email nằm trong ba bài viết rồi một bài viết của bạn cường và hai bài viết của thầy truyền đúng không ạ rồi bây giờ tôi sẽ cho bạn xem nhá rồi tôi sẽ nhập nó lại này tôi đặt tên cái này là ví dụ là final hay là email tổng hợp gì đó đặt tên một cái file test mới và mang nội dung của những cái này mang qua đây còn cho a còn c rồi bắt cái đấy còn cho v đó tôi nhập ba file nó lại các bạn rồi tiếp tục file thứ hai còn cho a còn cho c rồi mở cái file final này lên còn chôn V Đó Rồi tương tự tiếp tục Là cái file thứ ba Đấy còn chôn A còn chôn C Rồi mang qua cái file final này còn chôn V Như vậy là ba cái file nhỏ Tôi đã nhập thành một cái file lớn Đó tôi đã nhập thành một cái file lớn Các bạn để ý nhá Đây đó cái file tôi chấp chấp chuột đó. Là cái file lớn đây cái file này đây Đấy các bạn thấy không rất là nhanh Đó tới bây giờ là chưa tới 10 phút và tôi đã lấy được mới email rồi Đấy các bạn thấy không Cực kỳ nhanh Rồi Email này có phù hợp với đối tượng ở bên tôi hay không Thì cái dụ tôi bàn sau các bạn nhé Bây giờ tôi chỉ nói là cách lấy email trong comment cái đó Đấy Bây giờ nó đội lên 18k đấy. đấy Còn ngoài ra còn các cái file test khác Tôi đã làm rồi các bạn ấy Nó lên tới 328k Đó như vậy là mấy chục ngàn email rồi các bạn Mấy chục ngàn email là cực kỳ nhiều Rồi bắt đầu tôi vô cái uh, Sen uh, Mac các bạn nhé trên Mac bây giờ tôi tạo một cái list mới các bạn xem này Đó tôi vô phần list Rồi các bạn xem nhá Rồi bây giờ tôi sẽ làm gì tiếp theo đây Rồi đây Đây là một cái list cơ bản ở đó Tôi bấm subscribe tôi bấm import ha, Đưa lên rồi nó có file mẫu này File sample csv đó Là cái file mẫu đó Rồi tôi tải cái file đó xuống Để làm chi Để tôi sẽ đưa cái list data hồi nãy của tôi vào À, các bạn nhớ nha, nó chỉ chấp nhận cái file CSV thôi. Còn file test này chúng ta in vào đâu có được đâu. À, các bạn lưu ý nha, nó phải là định dạng file CSV. Định dạng cái file CSV thì xem mắc nó mới in vào được. Chứ còn cái file TXT chúng ta in vào không được, các bạn lưu ý. Rồi, tôi mở lên Ctrl C, tôi copy hết Ctrl C này, tôi mở file CSV lên. Nó là cái file sale thôi. Đây, các bạn xem nhá. Đấy, nó là cái file sale thôi. Không đâu có gì đâu, đúng không ạ? Rồi, đây, định dạng nó đã email rồi first name last name. Đó, nhưng cái cột đầu là cột email, cột thứ hai là cột first name last name rồi, tôi delete nó đi này. Đó, rồi tôi dán nó kia vào. Tôi dán cái file final hồi nãy đã đó. Rồi, email vào. Còn hai cột sau tên tôi không sử dụng tôi delete luôn. Đó, nhưng mà phải để lại cái dòng số 1. Cái dòng tiêu đề là email first name last name đó. đó. chúng ta thấy đó, 712. Đó chúng ta thấy không? Trừ đi cái đầu nữa, trừ đi hai cái đầu nữa. Như vậy là còn chắc là 710. À a à, 711. Đấy, như vậy là hơn 700 email. Đó, tôi lấy hơn 700 email rất là nhanh các bạn thấy không. Rồi bây giờ mình filter lại nha Mình filter lại đây. Như vậy là tôi chỉ lấy email Gmail thôi. Tôi không lấy Yahoo, tôi gõ là gmail.com. Các bạn vô data là filter nha gmail.com. Tôi chỉ lấy Gmail không thôi. Còn Yahoo thì thường sao email nó hay bị chết nhiều á. Thì khi giữ khử thì sao nó dễ bị ảnh hưởng tới hệ thống lắm. Thì giờ đó là tôi tôi muốn lấy là gmail mà thôi các bạn lưu ý đó thấy không yahoo này chấm com là bạn xem này đó, đó. đã là bao nhiêu địa chỉ gia, yahoo này tôi không có lấy các bạn đấy rồi không lấy thì mình sao mình bôi quét chuột này quét chuột xong mình bấm delete đó nhớ là quét chuột cái râu các bạn nha cái dòng đó. đó bấm delete rồi xong đó rồi tôi bấm ok cái đấy như vậy là bao nhiêu cái cái yahoo là tôi đã delete rồi đó Tôi để lại cái Gmail và một vài cái địa chỉ của công ty thôi các bạn thấy đó Đó nó còn có 600 mấy à Các bạn để ý không ha, à, Còn 600 mấy hồi nãy là 700 mấy mấy đúng không à, Bây giờ còn 600 mấy rồi. rồi tôi lưu nó lại Đó các bạn xem nha Cái, cái cách cái cách thao tác đã lưu lại giữ nguyên định dạng nha Rồi lưu lại Lưu đè cái file đó luôn Bấm sale nó bảo đè không cho đè luôn Yes Yes đây nữa rồi xong Đấy Xong rồi đấy Chỉ có Gmail và một vài cái địa chỉ email của công ty rồi bây giờ tôi sẽ lọc nó lại Tôi mang qua cái máy này ha Tôi dùng một cái phần mềm đó là Lead Janitor Để gì? Gmail vậy thôi Nhưng mà email nó chết ở trong Gmail thì sao? Đúng không? À, tôi phải lọc lại cái mail nó chết tôi lại bỏ Hồi nãy là tôi bỏ cái địa chỉ Yahoo Mail Yahoo.com và Yahoo.vn Bây giờ thì sao? Gmail nó vẫn có email chết mà Đó, đây Tôi mở cái Lead Janitor lên các bạn xem này Tôi hay lọc bằng cái phần mềm này Phần mềm này lọc thì theo cá nhân tôi đánh giá thì Tầm nó chính xác được khoảng 80-90% Đương nhiên là sao mail chất nó vẫn còn sót nhưng mà nó sót ít thôi. Thì do đó cái hệ thống gửi email của mình đi thì nó không mức độ gì gọi là cảnh báo. Rồi inbox vô này. Bấm vào cái chỗ này. Đó, inbox cái file đó lên. Đây chúng ta bấm vào đây này, các nhớ này, chọn CSV này. Đó, CSV. Rồi cái phần mềm này có thể thì các bạn để ý cái description đường link ở dưới tôi sẽ gửi luôn đây file CSV này. Đấy, bấm open. Đấy, các bạn nhớ a à, tôi sẽ lọc bằng một mềm list janitor. Đấy. Thì nó hỏi này, cột nào nó sẽ lọc này. Đấy, tôi chọn vào đây tôi chọn cột email. Cột email rồi, bấm ok thế thôi. ở trên thì để mặc định nha, nó phân biệt nhau bằng dấu phẩy kệ đó, để mặc định. Còn ở dưới đó, cái phần mà current column rồi, đó các bạn thấy này. 600 mấy đúng không? À, rồi bấm mua cái đây. Rồi sau đó chúng ta lọc. Bấm mà, bấm vào cái dấu tam giác này. Bấm vào cái bánh xe này để chúng xe, ta xem là nó lọc những cái gì đó chúng ta thấy này ha một vài địa chỉ sống một vài cái spam chat là cái bẫy đó các bạn thấy đó. rồi đây là những cái quy luật để nó lọc các bạn đó là hay ha bấm ok rồi sau đó chúng ta bấm một cái dấu tam giác là cho nó chạy đó nó chạy các bạn thấy đó nó đang chạy đó như vậy là cái phần mềm lít to nó sẽ lọc mail nó chết nó sẽ bỏ ra còn nó giữ lại cái mail nào sống thôi đó, chúng ta lưu ý cái mail nào sống nó giữ lại còn mail chết nó bỏ ra để chi để chúng ta inbox vào hệ thống nó sẽ nó sẽ không có khai tử các cái server SMTP chúng ta đấy chúng ta thấy không nguy hiểm không tới 100 hơn 100 cái invalid là cái email bị hư các bạn bị hỏng á bị bị chết á các bạn đó còn cái valid là màu xanh là 525 cái còn sống mà bạn thấy nguy hiểm không rồi bấm vào đây để xuất nó ra nha, nha mà chúng ta xuất là xuất cái valid thôi có nghĩa là xuất cái email nào sống thôi đấy các bạn thấy đã rất cẩn thận chỗ này nha đó đây x bọt tu csv cái đầu tiên đó các bạn x bọt đó list to csv đó có nghĩa là gì xuất những cái email còn sống ra một cái file csv đấy rất cẩn thận chỗ này rồi đặt tên lại đó, đặt tên lại cái chỗ này đấy tôi đặt là csv đã lọc các bạn thấy đó bấm sell đấy Giờ đó là gì chúng ta không có bước này nó rất là nguy hiểm cho hệ thống các bạn lưu ý nhá rồi tôi tắt đi còn có điều kiện thì các bạn lọc online là tốt nhất Rồi lấy cái file này Rồi bây giờ tôi copy cái file này lại Các bạn xem nha Tôi sẽ Mang về đây này đó, Tôi có hai máy, cái máy kia nó chuyên lọc thôi Tại vì mỗi lần cái danh sách nó lớn là mấy trăm ngàn email á Nó lọc cả buổi lận Tôi chạy cho nó chạy máy riêng Rồi cái file này bây giờ tôi mở lên cho các bạn xem này Đây Đó ở đây là đã lọc rồi các bạn nha hơn 100 email chết nó đã loại ra khỏi danh sách rồi đó nên các bạn lưu ý cái chỗ này đó, nó chia đây còn 500 mấy thôi. Đấy các bạn thấy còn 500 mấy thôi. Hồi nãy là 600 mấy đúng không ạ? Đó, như vậy nó mấy mấy em chết là nó đã nó đã đưa ra khỏi cái 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 file CSV này rồi. Rồi bây giờ tôi sẽ lọc trùng các bạn để ý này. À filter này, tôi sẽ lấy Gmail thôi. Tại vì liên quan email công ty tôi không thích, tôi lấy Gmail thôi. Tôi bấm OK. Đấy, tôi lấy okay. rồi, tôi quét chuột từ trên xuống dưới. Các bạn xem nha. Đấy. Về nguyên tắc tới đây là xong rồi Nhưng mà sao tôi lấy Gmail tôi Tôi không thích mấy cái anh mà địa chỉ của công ty các bạn à, Info công ty abc.com Tôi không thích Rồi, đó, bây giờ tôi quay trở lại cái Danh sách chỗ này Tôi sẽ delete link nó đi, các bạn để ý nhé Cái thao tác của tôi này đó, Nó hơi dầm dà một tí nhưng mà các bạn cứ Cứ theo dõi các bạn sẽ thấy thôi Không có vấn đề gì rồi, Cái này tôi bấm lỗi rồi, nó ra giống nhau là tôi bấm lỗi Không có vấn đề gì nữa nhé Rồi tôi kéo ra trên dưới tôi delete đi Tôi delete đi cái này là cái cũ đúng không rồi tôi mang cái bên kia qua cái sheet hai này này đấy tôi mang qua còn c đấy nó có rồi đó rồi tôi mang qua bên này còn chuẩn v đó tôi lấy gmail không thôi bạn nữ nha rồi tôi nhắc lại cái file danh sách này là tôi đã lọc rồi rồi ok delete cái bên này đi rồi còn là cái này rồi cái này là xong các bạn thấy đó rồi tới đây là gì tôi vô data tôi vô là duplicate remove duplicate tôi lọc trùng đó đọc trùng lại cái nữa các bạn thấy đó ừ, ok đó các bạn thấy bảy đồng chí trùng nhau đó các bạn thấy nó bỏ trùng đi luôn rồi xong như vậy là tôi lọc email sống chết các bạn để ý nha tôi lấy gmail không thôi và cuối cùng là tôi lọc trùng các bạn để ý nha trùng lập á như vậy là tôi có hàng loạt các thao tác ở trên này các bạn lưu ý đó rồi thì bây giờ tôi sẽ đưa nó lên cái danh sách các bạn xem nha tôi vô list này rồi của cái senmat á tôi vô phần list của senmat đó các bạn để ý nha rồi tao bấm vô career new list này career list là thêm một cái danh sách mới đó các bạn rồi cái name mà tôi đặt tên vô đặt tên gì là tên tôi đặt tên là list mới luôn cho nó dễ phân biệt rồi đi email address đó, là email của hình hệ thống liên hệ a cầm gì đó trên chấm net rồi ok from name rồi đây là email subject là cái tiêu đề tất cả những cái này các bạn yên tâm là nay mai mình sẽ chỉnh sửa lại được để cho nó phù hợp với chiến dịch email của chúng ta gửi đi các bạn lưu ý chỗ này rồi company name gì ra đây tên công ty ở đây chúng ta nhập đầy đủ các bạn nhé những cái chỗ nào có dấu sao chúng ta phải nhập vô đấy nếu mà nó lấy cái thông tin này nó làm cái thông tin ở trong tiêu đề mail gửi đi và nhớ lưu ý rồi địa chỉ 545 cây trâm phường 8 quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh. Rồi xong. Đó, sending server nó gửi từ tất cả các server, server lấy ở trong này. Bạn Livia, rồi tôi bấm sell. Đó. Rồi xong, đó chúng ta thấy đây list mới tôi tạo rồi này. Đương nhiên là gì nó có tên thôi chứ còn nó chưa có cái subscribe bên trong. Rồi bấm vào đây đó, tôi bấm uh, bấm import này. Bấm import. Rồi, bấm dấu cộng ở đây. Rồi và chọn vào cái file CSV mình đã lọc hồi nãy đó các bạn. Đây, tôi tìm ở trong này các bạn xem nhá. Đấy, đây cái file này đây. Này. Đó, tôi đã lọc và tôi đã lọc trùng luôn rồi. Đã lọc email xong chết và đã lọc trùng. Rồi. Đây, đó, CSV đã lọc. Rồi, sau đó đó chúng ta thấy nó giới hạn 16 m Bấm in bỏ. Đấy. Như vậy là các bạn thấy đã tôi vừa lọc trùng, tôi vừa bỏ cái Gmail à vừa bỏ cái Yahoo bỏ email công ty tôi thật lấy Gmail thôi. Và đã lọc email xong chết rồi các bạn thấy đó tôi làm rất là kỹ đó bây giờ nó đang in bọc lên đó các bạn thấy mình chỉ chờ tí đó xong rồi đó rất là nhanh chúng ta thấy không in bọc cầm lít là gì là nó báo là đã in lên thành công rồi đó. đó ở đây có 492 cái địa chỉ email thôi do đó nó nhanh đó, chứ còn tôi lọc thì mỗi lần tôi lọc cả mấy chục ngàn cơ đây chúng ta thấy đây lên hết rồi này đó, các bạn thấy không này đây email lên hết rồi này Giờ như vậy là bài hướng dẫn đến đây là hoàn tất đó, chúc các bạn thực hành cái phần công việc này thành công